Đôi khi chúng ta gặp những cái từ mà chúng ta không nói được lên được chính xác thì một trong những cái cách hay nhất đó là chúng ta hãy đánh vần nó. Và để mà làm được điều đấy thì chúng ta phải nắm vững 26 chữ cái trong tiếng Anh. Và bây giờ mời các bạn chúng ta hãy cùng học 26 chữ cái xem là chúng ta sẽ nói lên như thế nào nhá. Rồi chúng ta sẽ nhìn vào cái bảng chữ cái đấy ạ. Nào mời các bạn đọc theo ha. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Cảm ơn các bạn, và nếu như các bạn thấy video này hay và hữu ích thì đừng quên like, đăng ký, share để giúp cho mình có thêm động lực làm thêm những video nữa nhé.